mừng Cao Mỹ Kim là ca sĩ được khán giả bình chọn qua Zalo nhiều nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay truy cập Zalo tìm kiếm Hãy Nghe Tôi Hát và bình chọn cho ca sĩ mình yêu thích, ca sĩ Võ Hà Trâm, ca sĩ Cao Mỹ Kim, ca sĩ Như Trang, ca sĩ Trần Vũ, ca sĩ Mai Quốc Việt, ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Mỗi tuần chương trình sẽ có một giải thưởng 5 triệu đồng dành tặng khán giả may mắn. Tổng đài bình chọn sẽ mở ra từ lúc này và đóng lại vào lúc 23 giờ 59 phút thứ hai tuần sau. Chúc quý khán giả may mắn